Hello anh em nhá. Hôm nay là ngày 25 tháng 11. Đấy, em Quân và My lại về cho anh em chụp em này các bác này. Đấy, toàn mi mọc hàng đẹp nhá các bác nhá. Cám cứng và chim nó đã hót ra rộng trong hộp rồi. Đấy, về để chia sẻ cho anh em nhà mình. Nếu anh em nhà mình cần cái hàng chim mọc, chim trống, chim mái hay là kể cả hàng thuần, hàng mộc thì anh em cứ nhắn tin hoặc alo cho em qua số điện thoại là 0978 767 689 nhá các bác nhá. Đấy, bây giờ em sẽ mở 10 con mọc này ra cho anh em mình xem này. Ngày nào cũng về 10 con để cho anh em mình phục vụ anh em mình nhé các bác nhá. Mà hàng nhà em về thì toàn là hàng đẹp, lông lá đẹp nhé các bác nhá. Nhất là lông lá phải đẹp này, chim phải hót ra rộng trong hộp rồi thì mới bắt về chia sẻ cho anh em. Chim này đã cắm cứng hết rồi anh em nhá. Cắm cứng rồi tắm tát bình thường. Đó, ra lồng tắm là tắm như vịt luôn. Sang lồng tắm cũng rất là dễ anh em ạ. Đây cho anh em mình xem này. Toàn bóng bộ to đẹp thôi nhá. Đây cho anh em nhá, em vừa mở ra cho anh em xem này. Đó, cả 10 con toàn chim bóng bộ đẹp và không tật lỗi gì hết nhá các bác nhá. Đấy, bây giờ em sẽ thả ra lồng này và ngày mai tắm tát sạch sẽ đi và sẽ lên clip chia sẻ cho anh em nhà mình nhá các bác nhá. Đấy, bây giờ em sẽ thả từng con ra hộp to để cho anh em mình xem. Đây em quay sát cho anh em mình xem chim này. Toàn chim bóng bộ to đẹp nha anh em nhé. Mình che mất cái đèn. Đấy. Lông lá đẹp cho anh em mình xem luôn này. Chim thì đang ăn cám trứng ba vì nha các bác nhá. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành là thả từng con ra hộp nha các bác nhá. Rồi ok anh em nhá, đã ra cho anh em đủ 10 con này anh em này. Đấy, ngày mai em cho nó các em nó tắm tát và sẽ lên clip từng con và báo giá công khai cụ thể cho anh em mình xem. Đấy, các bác đang xem kênh thì các bác nhớ đăng ký để ngày mai khi em đăng video lên đấy, các bác sẽ nhận được thông báo về điện thoại nhá. Đấy, từng con ngày mai em lên và sẽ có giá công khai cụ thể, em sẽ ghi lên màn hình này giá chim này và mã số chim này và số điện thoại của em để cho anh em mình xem có thể liên lạc. Đấy, nếu các bác kết thì alo cho em nhé các bác nhá.